Chào cả nhà lớp nhân sự kế thừa, mã số của mình là SG0408. Hôm nay mình xin kể lại và đúc kết câu chuyện Tôn Tử đánh trận chém mỹ nhân trong Sử Ký Tư Mã Thiên. Thì câu chuyện này nó kể về nhân vật Tôn Tử, là người của nước Tề, và vua Ngô á, là người mà đã đọc 13 binh pháp của Tôn Tử và muốn thử tài Tôn Tử xem là dụng binh như thế nào. Và vua hỏi Tôn Tử là có thể dùng mỹ nữ của trẫm để cho Tôn Tử tập trận hay không, thì Tôn Tử đồng ý. Lúc này vua mới cho 180 cung tần mỹ nữ của mình ra để thử tài Tôn Tử, cho Tôn Tử tập trận. Thì Tôn Tử mới chia ra làm hai team, team A, team B, và mỗi team như vậy thì có một đội trưởng, và hai cái người đội trưởng đó chính là Ái Cơ, Ái Phi, tức là người mà được vua rất là sủng ái. Thì trong quá trình tập trận thì có những cái hiệu lệnh như là quay đằng trước, quay đằng sau, quay trái, quay phải. Đó, thì khi tập trận như vậy á, thì các cung nữ họ cứ nghĩ là đùa giỡn thôi, cho nên là họ cứ cười giỡn và không có nghe hiệu lệnh của Tôn Tử. Thì Tôn Tử mới nói là khi mà có hiệu lệnh á, mà quân không thực hiện, tức là lỗi ở tướng. Cho nên là ông mới lặp lại cái kỷ luật như thế nào, cái quy định ra làm sao, khẩu hiệu như thế nào để cho mọi người thực hiện. Thì lần thứ hai ông tiếp tục hô cái hiệu lệnh, nhưng mà tiếp tục các cung tần mỹ nữ này vẫn cười khúc khích, vẫn cười giỡn và không có nghe theo cái hiệu lệnh của tướng. Thì lúc này Tôn Tử mới nói rằng là quân lệnh như sơn, nhưng mà các quân không nghe lời thì là do kỷ luật không rõ ràng. Như là lần đầu kỷ luật không rõ ràng, nhưng lần thứ hai đã lặp lại kỷ luật rồi, mọi người đã rõ kỷ luật rồi nhưng vẫn không thực hiện theo, thì lỗi là của đội trưởng. Và lúc này ông ra lệnh chém hai đội trưởng, tức là người Ái Cơ được sủng ái của vua Ngô, tức là vua Hạp Lư. Thì lúc này vua Hạp Lư ngồi phía trên mới sai sứ giả xuống nói với Tôn Tử rằng là đây là hai cái ái phi của trẫm, nếu mà ngươi giết á thì trẫm sẽ ăn không ngon. Thì lúc này Tôn Tử mới trả lời rằng là vua đã kêu Tôn Tử làm tướng tập trận, thì ngay trong lúc mà điều binh khiển tướng như vậy á, thì tướng có thể không nghe lời vua, cho nên là ông vẫn quyết định chém hai ái cơ đó. Thì sau khi đã chém hai ái cơ như vậy đó, thì toàn bộ những cái cung nữ trong hàng ngũ bắt đầu run sợ trước cái uy lực của Tôn Tử. Và lúc này mọi người chỉnh tề không dám hó hé, là lệnh như thế nào là làm như thế đó. Lúc đó Tôn Tử mới nói với vua Hạp Lư rằng là vua hãy xuống xem. Và lúc này nhà vua có kêu họ nhảy vào lửa hay nhảy vào nước thì họ vẫn làm. Nhưng mà lúc này vua Ngô bảo rằng là thôi ta không xem nữa. Thì lúc này Tôn Tử mới nói với vua rằng là vua chỉ có nói suông chứ không có ứng dụng trong thực tiễn. Thì sau này vua Ngô mới thấy Tôn Tử là người có tài và mới bầu cho ông làm tướng. Và ông đã đánh Nam dẹp Bắc, lập rất là nhiều công trạng cho nước Tề, và nước Tề nổi tiếng ở giới chư hầu. Thì đó là về phần câu chuyện. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cũng như là phân tích xem là tâm gì vận hành trong các nhân vật. Thứ nhất là chúng ta thấy là nhân vật Tôn Tử đó là người mà có đầy đủ ba gốc: đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Đạo đức thì mình nghĩ là mọi người sẽ hỏi là tại sao lại có đạo đức. Thì mình thấy là anh Tôn Tử này là ông cũng muốn đầu quân ra để dẹp giặc và cống hiến. Thứ hai là
rất là có nghị lực luôn, bởi vì là thể hiện được chữ dũng là dám tập trận với cung nữ, mà từ trước giờ chắc là chưa có ai vượt qua cái thử thách này. Bởi vì cung nữ là những người mà mình biết rồi, trong cung đình thì chỉ có múa và rượu trong cung đình thôi, chứ đâu có được một cái dũng khí cũng như là những người mà quân ngũ đó. Và ông cũng thể hiện được cái chữ uy trong cái nghị lực, là ông đã dám chém ái cơ của vua, là hai cái người đội trưởng. Bởi vì là có những ông vua vô minh đó, có thể sẽ giết tướng nếu như cái người tướng đó dám chém ái phi của vua. Nên bởi vì vua là muốn làm gì làm, mà quân sử là thần phải tử thôi. Và ông Tôn Tử này cũng thể hiện được cái trí tuệ là đã dùng uy để mà tập trận, và tập trận thành công khi mà tập với lại những cái cung tần mỹ nữ này, và đã đi đến cái quyết định phải nói là chém hai cái người đội trưởng. Thì mình nghĩ là cái đó có nhiều người sẽ nói là ông này không có đạo đức, nhưng mình nghĩ là có trí tuệ, và cái cột trí tuệ đủ thì cái cột đạo đức sẽ đi theo. Bởi vì là trong tập trận đánh trận đó thì chúng ta phải dùng uy, thì đôi khi cần phải hy sinh mới có thể làm nên chuyện lớn. Rồi đối với ông vua Hạp Lư á, thì mình thấy là ông này thứ nhất là có tâm tham, tức là tham sắc ha. Khi mà muốn giết hai người ái cơ thì ông sai sứ giả xuống nói chuyện với Tôn Tử, là ông tiếc cái nhan sắc đó. Và ông có cái tâm sân là không hài lòng khi mà Tôn Tử ra quyết định chém hai người ái phi. Và theo mình phân tích á, thì mình thấy là ông này cũng có tâm si, tức là cũng có nghi ngờ về tài năng của Tôn Tử, và đã đem cung nữ ra để thử tài, có thể thử tài bằng những cách khác, chứ cũng không cần phải đem cung tần mỹ nữ ra. Có thể là ông nghi ngờ, ông chưa có tin tưởng lắm vào Tôn Tử. Thì cái cột si này mình nghĩ là sẽ có nhiều người phản bác rằng là chính vì ổng có trí tuệ cho nên ổng mới thử, ổng mới đem cung nữ ra để thử. Thì nó sẽ có nhiều góc nhìn. Còn nếu chúng ta xét về nhân duyên quả đó, thì chúng ta thấy là cái cột nhân á, là nếu như chúng ta gieo một cái nhân dễ dãi, không kỷ luật đối với những cái cuộc tập trận như vậy á, thì chúng ta thấy là quân ngũ sẽ không có đoàn kết, sẽ không có một lòng, và chắc chắn đánh trận là sẽ thua. Nhưng nếu như Tôn Tử giống như ông đã gieo một cái nhân là quân lệnh như sơn, rất là nghiêm khắc, rất là kỷ luật, thì cái duyên tập trận như vậy nó sẽ ra cái quả là quân ngũ đoàn kết ha, có trên có dưới. Và bây giờ có kêu họ nhảy vào lửa, xung trận, xuống biển thì họ vẫn làm. Và bằng chứng là sau này khi mà ông vua Hạp Lư nhận Tôn Tử làm tướng thì ông đã đánh Nam dẹp Bắc và lập rất là nhiều chiến công. Thì cái thông điệp trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là khi mà làm quản lý đó, thì đôi khi chúng ta phải dùng uy để chúng ta mới có thể răn đe và lập lại cái trật tự kỷ luật, để nâng cao cái tinh thần nghị lực chiến đấu của đội ngũ. Mình xin kể một câu chuyện trong công ty của mình, là mình cũng làm quản lý cho một công ty nước ngoài. Thì trong đội nhóm của mình đã phát hiện ra là một bạn cũng làm supervisor, đồng thời kết hợp với lại một vài nhân viên bên một bộ phận đã làm cái việc là gian lận và ảnh hưởng đến cái uy tín của công ty, cũng như là họ có thêm những cái lợi ích nhóm là commission riêng cho những cái việc làm sai trái đó. Và khi mà mình phát hiện ra và để điều tra đã có chứng cứ rõ ràng á, mặc dù là trong công ty của mình nhiều người cũng khuyên là hãy cho họ một cái cơ hội để sửa sai, nhưng lúc đó mình đã quyết định là sa thải 3 nhân viên, bởi vì họ không đủ tư cách đạo đức và họ đã vi phạm vào cái nội quy lao động của công ty, cũng như là không đủ tư cách đạo đức để tiếp tục làm việc, mặc dù là họ có ký giấy cam kết, warning đủ kiểu và xin có cơ hội được làm việc trở lại. Nhưng mà mình đã quyết định cho họ nghỉ
Và từ cái việc mình làm như vậy đó, và mình thuê hẳn một đội ngũ audit để mà audit những cái công việc của các bạn sau này cho những cái vị trí mới, thì 3-4 năm nay là không có cái trường hợp gian lận hay những cái trường hợp fraud nào xảy ra cả. Mặc dù là đây là một cái việc mà mình không muốn làm, nhưng mình nghĩ là đôi khi cũng cần phải dùng cái uy để mà thực hiện, dù là chúng ta cảm thấy đau lòng khi chúng ta phải cắt những cái vị trí nào đó. Đó, bởi vì có thể ảnh hưởng đến gia đình riêng của họ, bởi vì họ còn nuôi con hay là gia đình, nhưng mà chúng ta cần phải làm để mà chúng ta mới lập lại một cái trật tự và răn đe cho những người sau, và họ sợ họ không dám làm nữa. Bởi vì có một số người sếp thì hay dùng ân, tức là dùng cái đạo đức để mà tha thứ cho nhân viên, nhưng sau đó thì mình thấy vẫn còn đâu đó những cái công việc sai trái đó tiếp tục thực hiện ở bởi cũng nhân viên đó hoặc là những nhân viên khác. Thì cái đó là cái bài học mà mình rút ra trong cái câu chuyện Tôn Tử đánh trận chém mỹ nhân. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe.